Trong 10 năm nay, cứ mỗi dịp đi tham quan du lịch, người dân Nha Trang Khánh Hòa nói riêng và du khách gần xa nói chung đều mong chờ ghé qua nơi này, đặc biệt là vào mỗi dịp Tết. Nơi đây không chỉ có nét đẹp nên thơ, là còn là nơi tập trung của nhiều nghề truyền thống của Khánh Hòa. Đó chính là làng nghề Trường Sơn, rộng hơn 19.000 m², là nơi lưu giữ hồn quê giữa lòng phố biển. Nói đến Nha Trang, Khánh Hòa, du khách thường nghĩ ngay đến hình ảnh biển xanh, cát trắng với những tour du lịch biển đảo đầy hấp dẫn. Thế nhưng ở Nha Trang không chỉ có biển xanh mà còn có những tour du lịch làng nghề không kém phần hấp dẫn. Hướng đến mục đích đó, làng nghề Trường Sơn đã sớm xây dựng và phát triển điểm đến thu hút du khách với hơn 10 làng nghề cùng các loại nghệ thuật khác. Làng nghề Trường Sơn đã và đang góp phần làm đa dạng hóa loại hình du lịch tại Khánh Hòa. Ngay từ lối vào, du khách đã được vườn hoa với nhiều màu sắc, với nhiều chủng loại hoa khác nhau chào đón và gọi. Làng nghề Trường Sơn còn có tên gọi khác, đó chính là khu văn hóa đa năng, bảo tồn và tôn vinh nhiều nghề truyền thống xa xưa của Việt Nam như nghề chầm nón, đặn tòe hay nghề đan lưới. Đến thăm làng nghề dệt chiếu cói ở Khánh Hòa có hai làng nghề nổi tiếng về dệt chiếu cói bằng tay, đó là Vĩnh Thái và Mỹ Trạch. Làng dệt chiếu Vĩnh Thái đã có lịch sử hơn 100 năm, giờ đây đang dần bị mai một. Trước thách thức đó, làng nghề Trường Sơn đã có những hỗ trợ để đưa các nghệ nhân tập trung tại đây, vừa sản xuất giữ gìn làng nghề, vừa phục vụ du khách tham quan. Con chào cô ạ. Con chào con. Cô có thể chỉ cho con và mọi người biết rõ hơn về nghề dệt chiếu cói được không ạ? Đây là nghề dệt chiếu cói của người dân thị trấn Vĩnh Thái. Nghề dệt chiếu cói là một trong những làng nghề thủ công truyền thống của người Khánh Hòa nói riêng và của Việt Nam mình nói chung. Ngày xưa thì ông cha ta sẽ dùng tấm chiếu cói là một vật dụng để sinh hoạt hàng ngày, như là nằm ngủ thì hoặc có thể là ăn cơm này và vui chơi trên cái tấm chiếu cói này. Và đây là một cái ngành nghề thủ công truyền thống đã có từ rất là lâu đời. Và thủ công truyền thống thì sẽ làm bằng tay như thế này. Đấy, bạn sẽ quan sát có hai cô cùng nhau làm một tấm chiếu cói trên một cái khung dệt như thế này. Cô ở dưới sẽ dùng cái sợi cói nhiều màu đã được nhuộm thủ công bằng tay luôn. Cô ở trên sẽ cầm một cái khung dệt và sẽ dập từng cọng cói lại với nhau, gút ở phía cuối hàng và tạo thành một tấm chiếu cói dệt thủ công bằng tay. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Con chúc cô một ngày thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn con, chúc con cũng thật là nhiều sức khỏe và hoàn thành tốt bài thuyết trình của mình ha. Có thể thấy hoạt động của làng nghề Trường Sơn là một cách để giữ gìn và phát huy là nghề truyền thống cho địa phương. Cùng với dệt chiếu, nghề chầm nón cũng là một nghề truyền thống của Khánh Hòa, đã có một thời đón lát thành tựu kiêu hãnh sánh ngang cùng với thương hiệu lớn bài thơ xin với một mơ. Nhưng giờ đây điều đó chỉ còn là ký ức. Chầm nón là nghề khá công phu tỉ mỉ, đòi hỏi người thợ phải kiên trì làm từ ngày này qua ngày khác. Khổ công là vậy, nhưng lượng tiêu thụ nón hiện nay không nhiều. Hơn nữa, sức cạnh tranh từ các thương hiệu lớn khác đang dần khiến cho nghề chầm nón ở Khánh Hòa phải đối mặt với nguy cơ mai một. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận nét đẹp văn hóa truyền thống mà làng nghề mang lại. Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa vốn là một tuyến du lịch biển đầy hấp dẫn. Bên cạnh đó, nơi đây còn rất nhiều làng nghề thủ công truyền thống tạo tiền đề phát triển du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa. Tuy nhiên, đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh chóng, khiến cho nhiều nghề truyền thống bị mai một. Chính vì thế, sự xuất hiện của làng nghề Trường Sơn là một cách để giữ gìn và phát huy làng nghề truyền thống cho tỉnh nhà, trở thành một điểm đến độc đáo, được nhiều du khách yêu mến.